Ukraine cho biết họ đã tấn công các mục tiêu hải quân của Nga vào sáng thứ Tư 13 tháng 9 tại thành phố Sevastopol của Crimea. Nga xác nhận rằng vụ việc này đã khiến hai tàu của họ bị hư hỏng và 24 người bị thương. Một quan chức tình báo Ukraine cho biết một tàu lớn và một tàu ngầm đã bị hư hỏng nặng đến mức không thể sửa chữa được trong vụ tấn công vào hạm đội Biển Đen của Nga này. Vụ tấn công Crimea bán đảo bị Nga sáp nhập vào năm 2014 đã được Moscow xác nhận, đồng thời nhấn mạnh họ đang đáp trả lại bằng việc tiếp tục bắn phá Ukraine từ xa bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng Ukraine đã tấn công một xuồng đóng tàu ở Biển Đen bằng 10 tên lửa hành trình và các tàu không người lái vào thứ Tư, làm hư hại hai tàu quân sự đang được sửa chữa. Bộ này cho biết thêm rằng họ đã bắn hạ 7 tên lửa đang lao tới, trong đó có 3 thiết bị không người lái trên biển đã bị một tàu tuần tra Nga phá hủy. Hiện chưa rõ loại tên lửa nào đã được Kiev sử dụng trong cuộc tấn công vào Sevastopol. Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 2 máy bay không người lái UAV của Ukraine ở khu vực Bryansk vào sáng 14 tháng 9 theo giờ địa phương. Thống đốc vùng Bryansk xác nhận các máy bay không người lái đã bị phá hủy tại các quận Bryansk và Starodubsk và vụ việc không gây thương vong về người hay thiệt hại về vật chất. Trước đó, lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ một máy bay không người lái tại quận Konarskoye thuộc vùng Chiver. Theo thông tin sơ bộ, chiếc UAV này bị phát hiện trên bầu trời ở khu vực Konkovo vào sáng sớm 13 tháng 9. Sau khi nhận được thông tin về vật thể, lực lượng phòng không đã quyết định tiêu diệt UAV này nhằm ngăn chặn mối đe dọa có thể xảy ra đối với dân cư và cơ sở hạ tầng trong khu vực. Chiếc UAV đã bị bắn hạ thành công và rơi xuống một nơi hoang vắng. Ukraine được cho là đã tăng cường tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây, khiến chính quyền các khu vực Bryansk, Kursk, Belgorod, Crimea và Sevastopol phải ban bố cảnh báo vàng về mối đe dọa tấn công khủng bố. Một số quan chức chính quyền miền đông Libya tối qua 13 tháng 9 nhận định số người chết thực tế trong trận lũ lụt kinh hoàng tràn qua thành phố Derna ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 vừa qua có thể đã lên tới 20.000 người. Thị trưởng thành phố Derna, ông Abdel Monaem Al-Ghesti cho rằng hầu hết những người mất tích trong trận lũ đã thiệt mạng nên số người chết trên thực tế có thể đã lên tới 20.000 người, thậm chí có thể hơn. Trong khi đó, các nguồn tin từ Derna cho biết hàng nghìn thi thể vẫn chưa được chôn cất do chưa nhận dạng và xác định danh tính. Hầu hết các thi thể này không được chứa trong túi ni lông và đã bắt đầu phân hủy, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Liên quan đến công tác cứu hộ, quân đội Libya hôm qua đã yêu cầu toàn bộ người dân thành phố di chuyển sang khu vực an toàn hơn để phục vụ công tác tìm kiếm người mất tích và trục vớt các thi thể bị vùi lấp trong các đống đổ nát và khu vực dọc bờ biển. Lệnh cấm của Estonia, Latvia và Litva đối với các phương tiện mang biển số Nga đi vào lãnh thổ của các nước này. Đây là một động thái chung thể hiện sự phản đối của các nước này về cuộc xung đột hiện nay và ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Moscow. Trong khi đó, Nga cảnh báo có thể sẽ đáp trả tương xứng. Ngày 13 tháng 9, Estonia đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các hành động tương tự của các nước láng giềng là Latvia và Litva. Bộ Nội vụ Estonia cho biết, quyết định của các quốc gia vùng Baltic đều là thành viên NATO giáp biên giới với Nga đang thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung nhắm vào Nga. Trong một diễn biến liên quan, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã tố cáo động thái của Ủy ban châu Âu là phân biệt chủng tộc. Ông cho biết Moscow có thể trả đũa bằng cách đình chỉ quan hệ ngoại giao với EU và triệu hồi các nhà ngoại giao của mình khỏi Bruxelles. Ngày 13 tháng 9, AVP thông tin về cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của cảng Izmail. Khu vực Odessa đã trở thành mục tiêu tấn công quy mô lớn của máy bay không người lái. Video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy hậu quả của cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của cảng Izmail, thành phố Reni. Theo AVP, có ít nhất 12 vụ nổ đã được ghi nhận sau cuộc tấn công. Tuyên bố của lực lượng không quân Ukraine cũng đã xác nhận điều này. Các video được đăng trực tuyến cho thấy nhà kho, bến cảng bị bốc cháy dữ dội. Hiện tại chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại. Tuy nhiên, xét thực tế tàu cập cảng Danube bị tạm ngừng thì dường như cơ sở hạ tầng của cảng Izmail đã bị hư hại. Theo phía Ukraine, có 44 máy bay không người lái tham gia vào cuộc tấn công, biến nó trở thành một trong những đợt tấn công lớn nhất. Trước đó, ngày 7 tháng 9, cảng Izmail cũng đã bị máy bay không người lái tấn công.